Tôi đã khám và gây mê cho rất nhiều bệnh nhân cần nội soi tiêu hóa và được gặp những câu hỏi giống hệt nhau. Là tôi có phải phẫu thuật đâu mà phải gây mê? Gây mê có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi hay không? Vì thế nên là hôm nay rất là muốn có một cái buổi nói chuyện với các bạn để chia sẻ với các bạn tại sao phải gây mê trong nội soi tiêu hóa. Lợi ích thứ nhất của gây mê trong nội soi đấy là gì? Đấy là bệnh nhân cực kỳ thoải mái trong quá trình nội soi. Bệnh nhân ngủ, không có những cái tiếp nhận, không cảm nhận được cái đau, không cảm nhận được cái khó chịu của cái ống camera đưa vào trong đường tiêu hóa. Nhiều bệnh nhân sau khi nội soi tiêu hóa mà không được gây mê đã nói với tôi rằng thà không làm còn hơn vì khó chịu quá. Cái điểm thứ hai đó chính là gây mê là tạo thuận cho quá trình nội soi. Tạo thuận để chẩn đoán được bệnh đúng hơn. Khi bệnh nhân nằm yên, không bị chịu các cái kích thước đau của nội soi thì bác sĩ nội soi sẽ nhìn thấy rõ trên màn hình từng cái tổn thương của viêm, của loét, của polyp để đưa ra chẩn đoán đúng nhất. Và tất nhiên rồi, với trẻ em thì không thể nào thiếu gây mê cho nội soi được. Cái tạo thuận thứ hai là gì? Tạo thuận cho quá trình điều trị. Gây mê cho nội soi sẽ làm cho bệnh nhân nằm yên, bác sĩ có nhiều thời gian hơn để xử lý những tổn thương. Bởi sao? Nội soi không phải là chỉ để chẩn đoán bệnh, nội soi còn là để điều trị. Bác sĩ nhìn thấy trên màn ảnh những các cái tổn thương của bệnh nhân, những cái ổ viêm, những cái ổ loét, những ổ chảy máu, những cái ổ polyp. Bác sĩ sẽ cắt những ổ polyp đấy, bác sĩ sẽ cầm máu cho các bạn, bác sĩ sẽ sinh thiết cái tổn thương để xem thực sự chẩn đoán là gì. Trong trường hợp nội soi mà không được gây mê, bác sĩ cần làm những thủ thuật như tôi đã nói đến thì sẽ rất khó khăn hơn, thậm chí là còn có thể gây tổn thương thêm cho bệnh nhân nữa. Tiếp theo là gì? Bệnh nhân nếu không được gây mê để nội soi, với cái đau, với cái khó chịu của nội soi, bệnh nhân sẽ bị tăng mạch, tăng huyết áp và càng gây nên bất ổn trong vấn đề tim mạch. Mà một vấn đề nữa đó là vấn đề tâm lý cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân cực kỳ sợ hãi khi mà phải có những các cái can thiệp để điều trị như thế. Nhiều bệnh nhân sau khi gây mê nội soi tiêu hóa thì tỉnh dậy chia sẻ là nội soi cứ như là chưa nội soi vậy. Thế nhưng mà ngược lại, có những trường hợp mà không được gây mê để nội soi thì thực sự là sợ hãi và không dám tái khám, dẫn đến điều trị không đầy đủ và có những biến chứng không được phát hiện ra. Nhìn chung là phương pháp gây mê trong nội soi tiêu hóa ra đời giải quyết được tất cả những cái khó khăn, khó chịu của bệnh nhân trong quá trình nội soi, giúp cho nội soi có thể chẩn đoán, điều trị được chính xác và hiệu quả cao nhất. Để đưa đến quyết định là có gây mê cho nội soi hay không thì bệnh nhân cần được thăm khám bởi bác sĩ gây mê, được gọi là khám tiền mê, và làm các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo cho gây mê được an toàn.